Thi Nại Am sinh vào năm 1296, mất vào năm 1370, là một tiểu thuyết gia sống vào cuối thời nhà Nguyên, đầu thời nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi từ quan về ở ẩn, ông đã viết nên một cuốn tiểu thuyết dài tập kinh điển, đó chính là Thủy Hử, dựa trên những câu chuyện truyền miệng nổi tiếng trong nhân gian và cuộc khởi nghĩa nông dân do Tống Giang dẫn đầu. Trong Thủy Hử, đa số các nhân vật đều là hư cấu. Tuy nhiên, có ít nhất 5 nhân vật trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc là có thật, đã được ghi chép trong sử sách thời Bắc Tống, đã truyền cảm hứng cho Thi Nại Am viết lên những trang tiểu thuyết ca ngợi dũng khí của anh hùng Lương Sơn Bạc. Vậy họ là ai? Đầu tiên đó chính là Tống Giang. Tống Giang là một nhân vật có thật trong lịch sử. Cuộc đối đầu của Tống Giang với Phương Lạp đã được ghi chép rõ ràng trong sử sách của Trung Hoa. Khác với tiểu thuyết thì sử sách không kể lại chuyện đã xảy ra với Tống Giang, mà chỉ nói rằng Trương Thúc Dạ, danh tướng cuối đời Bắc Tống, đã dùng thủ đoạn để chiêu mộ Tống Giang. Sau đó Tống Giang vi phục triều đình, giữ chức là Sở Châu An Phủ Sứ và tham gia vào trận chiến để bình định Phương Lạp. Trong Thủy Hử, Tống Giang là nhân vật trung tâm, góp mặt trong nhiều tình tiết và sự kiện quan trọng. Được biết đến với biệt danh là Hổ Báo Nghĩa. Hổ Báo Nghĩa có nghĩa là người kêu gọi chính nghĩa. Tống Giang chính là thủ lĩnh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc và là người đóng vai trò cốt yếu trong việc hình thành, phát triển và sụp đổ của nghĩa quân Lương Sơn. Về sau, thủ lĩnh Tống Giang bị 4 tên gian thần, đó là Sái Kinh, Đồng Quán, đặc biệt là Cao Cầu và Dương Tiễn vô hại bằng rượu độc. Thứ hai đó là Võ Tòng. Trong lịch sử, Võ Tòng từ lâu được cho là nhân vật hư cấu do Thi Nại Am sáng tạo nên. Tuy nhiên, sau này có rất nhiều bằng chứng lịch sử đã chỉ ra rằng Võ Tòng là nhân vật có thật. Ông không chỉ là một trong những đầu lĩnh của cuộc khởi nghĩa Lương Sơn Bạc tại Sơn Đông vào năm 1120 do Tống Giang lãnh đạo, mà còn được biết đến với biệt danh đó là Võ Hành Giả trong các sách sử của Đại Tống Tuyên Hòa Di Sự cuối đời năm Đông. Võ Tòng được mô tả là một trong 30 thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc và triều đình đã thậm chí treo thưởng rất lớn cho việc bắt giữ ông, bức thưởng chỉ sau Tống Giang. Trong Thủy Hử của Thi Nại Am, Võ Tòng được nhắc đến với rất nhiều sự kiện. Tiêu biểu là Võ Tòng đã hổ trên đồi Cảnh Dương và Võ Tòng sát đầu. Sau cuộc chiến thắng trước quân Phương Lạp, Võ Tòng đã xuất gia và sống tại chùa Lục Hòa ở Hàng Châu, thọ 80 tuổi. Nhân vật thứ ba đó là Quan Thắng. Quan Thắng là thủ lĩnh của ngũ hổ tướng Lương Sơn Bạc, gồm Quan Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, Hồ Duyên trước và Trương Thành. Dưới ngòi bút của Thi Nại Am, Quan Thắng là một vị tướng vô cùng xuất chúng, là hậu vệ của Võ Thánh Quan Vũ. Quan Thắng là người vừa thông minh dũng cảm, vừa có lòng nhân nghĩa cao ngút trời. Ông thể hiện tài năng của mình qua hàng loạt chiến công hiển hách trong các trận đánh với Điền Hổ, Vương Khánh và Phương Lạp. Sau này ông đã được triều đình phong chức là tổng quản binh mã phủ Đại Danh thành Bắc Kinh, thuộc hàm quan tứ phẩm. Không mất mạng vì bị kẻ ác vô hại, cũng không tử trận khi giao đấu. Quan Thắng mất do ngã ngựa vì say rượu và qua đời sau đó bởi bệnh tật. Trên thực tế, Quan Thắng là một nhân vật có thật trong lịch sử của Trung Quốc và đã được ghi chép về một Quan Thắng hoàn toàn khác, là một người tướng lĩnh dưới quyền của Tống Phủ Đế Lưu Dự, hoàng đế khai quốc của nhà Lưu Tống. Quan Thắng nổi tiếng là người trung nghĩa chính trực, người đời ngưỡng mộ không kém gì Quan Vũ, cho nên được gọi là Đại Đao Quan Thắng. Quan Thắng trong lịch sử đảm nhiệm vị trí là tướng trấn thủ thành Tế Nam, không liên quan gì đến nghĩa quân Lương Sơn Bạc. Thứ tư đó là Dương Chí. Trong Thủy Hử, Dương Chí có biệt danh là Thanh Diện Thú, có nghĩa là thú mặt xanh, vì trên mặt của người này có một vết bớt màu xanh. Sau một trận chiến kịch tính và bất phân thắng bại với Lâm Xung, tài năng võ thực của Dương Chí đã được mọi người công nhận, và cũng từ đó ông có mối quan hệ sâu đậm hơn với Lương Sơn Bạc. Về sau khi cùng Tống Giang chiến đấu chống lại quân Phương Lạp, Dương Chí đã bị tướng địch là Phương Thiên Định, thái tử của Phương Lạp, chém mất một chân. Cuộc chiến chống Phương Lạp kết thúc, Dương Chí qua đời do bệnh tật. Lịch sử ghi chép là Dương Chí thực sự là một trong những thủ lĩnh của cuộc nổi dậy Tống Giang khởi xướng tại Sơn Đông vào năm 1120. Sau cùng, cuộc nổi dậy của Tống Giang đã bị Trương Thúc Dạ dập tắt. Dương Chí đã chấp nhận ơn cứu mạng và được bổ nhiệm làm tướng tiên phong trong cuộc đấu tranh chống lại quân Kim trong khoảng thời gian từ năm 1126 cho đến 1127. Tuy nhiên, những chi tiết về cuộc sống và cái chết của Dương Chí không còn được ghi chép nữa. Người thứ năm đó chính là Yến Thanh. Trong Thi Hử, Yến Thanh được biết đến với một biệt danh đó là Lãng Tử và là một trong những đầu lĩnh của Lương Sơn Bạc, đứng thứ 36 dưới sự bảo hộ của Thiên Sảo Tinh. Yến Thanh mồ côi từ còn rất nhỏ và lớn lên tại đại danh Bắc Kinh. Khi mới 13 tuổi, Yến Thanh đã được Lương Khánh Nghĩa nhận về làm con nuôi. Yến Thanh sau này đã trở thành một phần của lực lượng khởi nghĩa do Tống Giang dẫn đầu vào năm 1120 và nổi tiếng là một võ sư Bắc Hà Bắc. Nhân vật này được Thi Nại Am miêu tả với vẻ ngoài điển trai, tính cách phóng khoáng và đức hạnh, cùng với kỹ năng võ thực xuất chúng và tài hoa trong âm nhạc, đánh đàn làm say lòng người. Sau khi khởi nghĩa Phương Lạp được dẹp yên, Yến Thanh viết một bức thư chia tay anh em Lương Sơn Bạc và bạn lẻ ra đi. Trong các ghi chép của lịch sử thì Yến Thanh cũng là một trong 30 thủ lĩnh của nổi loạn nông dân từ Sơn Đông cùng với Tống Giang vào năm 1120. Sau khi Tống Giang cùng một số thủ lĩnh đầu hàng Trương Thúc Dạ chưa chủ nhật là và nhận chức từ triều đình, Yến Thanh đã rời bỏ lang thang khắp nơi. Cuối cùng thì ông định cư tại Hà Bắc, mở lò dạy võ, truyền bá môn phái gọi là Yến Thanh Việt, sau này rất nổi tiếng ở Trung Hoa, được với tên gọi là Mê Tông Việt.